ăn thanh long ruột trắng hay đỏ tốt hơn? Bạn Hồng, 27 tuổi ở, Bắc Giang hỏi thanh long ruột đỏ có nhiều vitamin A và C hơn loại ruột trắng, do đó có lợi cho sức khỏe hơn, điều này đúng hay sai? Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Y Dược thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau nhìn chung, bất kỳ loại thanh long nào cũng mang nhiều dưỡng chất có lợi, còn việc lựa chọn tiêu thụ phụ thuộc sở thích của mỗi người. Sự khác nhau giữa thanh long ruột đỏ và trắng như sau, hương vị của thanh long ruột đỏ ngọt hơn so với giống trắng, lý do loại này có hàm lượng đường cao hơn. Trong 100 g thanh long ruột đỏ chứa 11,5 gram đường, còn trắng chứa 7,65 gram so với các loại quả khác, chỉ số đường huyết, di, của thanh long thấp, trong khoảng 48 đến 52, giàu chất xơ, tốt cho người bệnh tiểu đường. Chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ đường hoặc các để giữ cho lượng đường trong máu ổn định. Dù vậy, bác sĩ khuyên người tiểu đường và người muốn giảm cân nên chọn tiêu thụ thanh long trắng, trong khi đó, hàm lượng anthocyan, vitamin C, carotene, những chất chống oxy hóa ở thanh long ruột đỏ cao hơn các hợp chất này trung hòa các gốc tự do trong cơ thể giúp giảm tổn thương tế bào chất chống oxy hóa có lợi trong việc ngăn ngừa các tình trạng viêm nhiễm như viêm do bệnh gu tiểu đường và các dạng viêm khớp khác thanh long ruột trắng cũng có những chất này nhưng hàm lượng tương đối thấp ngoài ra thanh long đỏ còn là nguồn phẩm màu cho các ngành sản xuất thực phẩm dược phẩm rượu thanh long ruột đỏ thường được đánh giá cao hơn rượu thanh long ruột trắng